Tù hơi cho mày. Làm cái video để kỷ niệm con mồi này. Video cuối mời bán nó rồi. Anh em xem chơi nha. Mời về chủ mới à. Già lắm rồi. Chim miền Đông anh em. Này ngồi cây này chim ngồi cây của anh ở ngoài miền Đông. Này chỉ bẹo được thôi, tại vì nó con này nó nước chơi khá tốt mà nó bị bỏ bỏi rồi, nên chia gì mà làm bẹo. Này bán cho anh kia cũng gì làm bẹo. Con này chắc già nó bỏ bỏi chứ không hay là nó bỏ bỏi vậy. Con này mày gù đừng bỏ là hay dữ lắm, thả đất chơi ghiền, tự chơi dễ rước mà về gù có sạc một bỏ đứng càng áo không. Nên làm clip đưa về chủ mới. Cho mày gù với dâu lông nè. Kè lông nó muốn bỏ bỏi, muốn gù không nổi mà ra ngoài theo gù nổi. Cơm quá tốt luôn.